Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh bạn đạo và chị quý vị Phật tử tham dự cái buổi Zoom ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 14 tây tháng 8 năm 2021, ngày thứ bảy. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách trong này có sự mình trả lời hai câu hỏi của một vị Phật tử. Cái vị Phật tử này hỏi về vấn đề áp dụng thế nào về vấn đề rải tâm từ để đối trị với tâm sân. Thường thường ta nói rằng là khi mà tâm sân mà nổi lên đó thì phải dùng tâm từ để đối trị. Thì bây giờ người mà tu thiền quan tâm đó, thì phải áp dụng như thế nào? Đó là cái câu thứ nhất. Rồi bây giờ trước khi qua câu thứ hai, sư muốn hỏi cái vị mà hỏi cái câu hỏi này đó, thì cho quý vị cái thứ nhất là không biết là anh hay chị đã có bao giờ vô nghe sư giảng lần này đây lần đầu tiên hay là sao đây? Dạ, cổ tập chị Thủy sư sư chị tập thiền quán tâm mình cũng thời gian lâu rồi sư sư. Thời gian lâu rồi. Ngày 31 đây tháng 7 cô Thủy làm gì mà không nghe cái bài pháp của sư giảng? Dạ con chào sư. Dạ con có nghe sư cũng có giảng nhưng mà giờ con muốn cho cũng như là nhắc lại đi, con quên đó sư, là để nghe rõ, con hiểu bây rõ giờ sư con dạy. Nghe con giờ con nhớ cái gì con nói sư nghe thử. Bây giờ nhớ cái gì con nói sư nghe thử. Tại vì nếu giảng lại mà còn quên nữa thì bắt nữa thì là cứ giảng hoài hay sao đây. Bây giờ nhớ cái gì? Không, sư giảng vừa rồi con nhớ cái gì? Dạ khi mà mình tại vì lúc trước con nghe pháp, con thường nghe pháp mà các sư ở bên Việt Nam giảng á, là khi mà mình có sư cái muốn tâm hỏi sân. Cô không, trả lời cái câu hỏi của sư, đừng có nói lăng xăng. Cô nói dạ. Rằng là cô đã nghe sư giảng rồi, vậy thì cô nghe sư giảng cái gì cho sư không kể tới các vị khác. Cô đó nghe sư này, sư là ông sư Trí Dũng á, ông giảng cái gì cô nhớ không? Dạ thì sư nói là nếu mà mình rải tâm từ á, mà khi mà có đến với cái người mà khi mà mình sân á, thì cái lúc đó là giống như là cái bề mặt của nó thôi, cái phiền não nó ở phía trên thôi, chứ ngấm ngầm là cái ý là vậy. Con họ không có hiểu sâu lắm, nhưng mà ngấm ngầm bên trong cái phiền não nó vẫn còn, thì mình phải bây giờ là mình Tại sao? phải gắng mình tu tập để mình giống Tu như cách là sao? Tu là bên tu cách thì sao? Tu là thu tu cách thu sao? Tu tập là tu cách sao? Bây giờ ra, bây giờ rải phải tâm từ là quan chỉ là sát trên bề mặt mà thôi. dạ bề mặt thôi, là nó không Rồi còn bây giờ có mình muốn vô phía trong là làm sao? não nó ngủ ngủ bên trong, nó vẫn còn ngủ ngầm bên trong. Thì bây giờ mình phải gắng mình tu, là mình phải cũng như là giống như giờ sư dạy, là mình phải quan sát theo dõi cái trạng thái của cái tâm á, cái sinh nó khi mà nó sân hận thì nó có những cái biểu hiện gì hay là như thế nào, thì mình phải quan sát ghi nhận theo theo dõi đó sư, để mình biết, mình học Thì hỏi cô đó. đã Dạ. hiểu rồi, cô còn phải áp dụng làm sao? Sư cũng biết là cô muốn cái gì đây đây. Con có hỏi Bây thêm giờ cái về cái tâm tham nữa sư, con hỏi về tâm sân và tâm sư tham nữa. muốn trả lời tâm sân. Nếu mà cô hiểu tâm sân thì tâm tham giống nhau. Tâm tham, tâm sân chỉ là phiền não thôi. Đơn giản. Chỉ là phiền phiền não à. Dạ, nếu mà cô không hiểu tâm sân thì sư nói lại, mà còn nếu mà cô hiểu rồi thì tâm sân và tâm tham chỉ nhỏ, tại vì tất cả cả con muốn là sư nhiều khi sư biết không pháp thì mình cũng phải nghe đi nghe lại cho nó thấm nhuần, thì sư cứ giải thích cho con rõ thêm thì con hiểu thêm được nữa không, thì tại vì cô là có cái thói quen là hỏi tới hỏi lui, đôi khi nghe đâu cái tâm để đâu không có chú ý, rồi hỏi tới hỏi lui, hỏi lui hỏi tới, bác sĩ dặn tới dặn lui. Đơn giản bây giờ ra, nếu như mà khỏi giảng sư chỉ nói một điều, khi tâm sân nổi lên hay tâm tham nổi lên, quan sát cái tâm sân tâm tham này, quan sát cái gì? Quan sát cái tâm mình suy nghĩ, cái con mẹ này, cái thằng cha này, cái bà chăng này, bà này bà kia cái nọ đó, được suy nghĩ vậy đó, có không? Dạ có. Rồi bây Có giờ khi đấy, tức nói mình từ đây chậm nói mình từ cũng từ không. nghe. Rồi bây giờ đó, cái thứ nhất là tâm suy nghĩ rất là ác độc, rất là tiêu cực về đối tượng tâm Đúng suy rồi. nghĩ. Khi nó Dạ suy đúng. nghĩ như vậy tâm mình dễ chịu hay khó chịu, có quay cái đó Dạ không? khó. Dạ khó chịu. Rồi quay khó chịu xong. Thì khi mà khó chịu xong rồi, mà nếu mà nó cái trạng thái tâm nó cứ cứ chạy tới cái đối tượng đó hoài, thì thay vì Dạ. vậy mình vô trong hơi thở đi, để làm sao để cái tâm mình dịu xuống. Dịu xuống rồi đi ra trở lại, quay trở lại, chạy vô chạy ra vậy.
Không, Nhưng là tới mà làng đó là thấy bắt đầu thấy mờ rồi đó. Bây giờ tôi nói lại này, khi tâm tham, khi tâm sân khởi sanh, bất cứ tham cái gì, bất kỳ sân về cái gì, về một vật, về một người, về một cái situation, một cái trạng thái nào đó, bây giờ cái việc trước tiên hành giả phải làm, để ý cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì. Nó suy nghĩ rất là tiêu cực về cái đối tượng đó, bị lấy một người đi, nó nói rất là dữ, nó mạt sát, nó dùng những lời lẽ rất là kêu bằng là thô bỉ, để nó tại vì bản chất của tâm sân là vậy mà. Bản chất tâm sân là nó muốn phá hủy đối tượng, vì vậy nó sẽ dùng hết tất cả những cái lời nào mà là thô bỉ, chọc kêu bằng là tục tiểu, hay là bất cứ cái gì đó, cô có tùy theo cô ạ. Nó nói về cái người đó, thấy không? Đó là mình để ý tới tâm này. Và khi mà nó mở miệng, nó nói lai trai như vậy hoài đó, mình cảm nhận như thế nào? Mình cảm nhận khó dễ chịu chịu hay khó chịu? khó Khi chịu mình cảm nhận khó chịu hay dễ chịu rồi mà mình thấy tình hình như thế nào, nó cứ tiếp tục nó nói hoài á, thì bây giờ mình đi vô trong hơi thở đi một chút đi, để cho nó dịu xuống, đừng có lý tới nó nữa. Vô trong hơi thở, khi tâm trong hơi thở, khi tâm cô yên rồi đó, bây giờ cô đi ra trở lại, cô qua sự câu chuyện hồi nãy như thế nào. Hồi nãy là mình nói rất là dữ về cái người đó, bây giờ khi mà cái tâm mình nó yên rồi, nó dịu rồi, thì trong đó mình thấy sao? Mình thấy có phần lỗi của mình trong nữa, thấy không? Bắt đầu cái dịu xuống, cái tự nhiên nó suy nghĩ khác. Dạ, coi như là mình phải chuyển đối tượng á, dạ, để nó suy Chuyển nghĩ không chuyển, hoài. không chuyển đối tượng đâu, không chuyển, tại vì mình xử lý không được, do đó mình đổi cái cách tập, mình qua vô Đúng. trong hơi thở để cho nó khỏe. Dạ. Rồi mà lúc lúc mà mình qua hơi thở thì nó cũng còn nói nhiều lắm, nó lằng nhằng trong trong tâm mình, nó Cô cũng lúc bây giờ là chưa nói, cô vô trong hơi thở rồi thì cô để không cần để ý tới nó nữa, cô ở trong hơi thở một chút đi, để cho tâm cô yên, mục đích để tâm yên thôi mà. Mà nếu mà cô không hơi thở được, cô niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được nữa. cũng như là cái có cái giải pháp tình thế Cái tạm thời. phương tiện là mình làm giúp ta mình yên cái đã, rồi mình trở ra lại. Mình hồi nãy cũng giống như bây giờ đó, ví dụ như cô có thằng con, nó phá quá, nó làm cho cô bực bội khó chịu, bây giờ làm thinh, đi vô trong phòng ngồi yên cái đã, để cho cái tâm mình xuống, rồi bắt đầu mình mới ra, mình mới xử lý cái vấn đề của nó. Chứ còn bây giờ mà mình mở miệng ra là hai mẹ con sẽ cãi lộn nhau. Dạ đúng à. Đúng. Như vậy thì cái nguyên tắc để tập là sao? Khi mà tâm tham, tâm sân nó tới, hành giả nhớ đừng có niệm tâm từ, tâm đồ gì hết trơn, bây giờ nói tâm sân thôi. Rồi tâm tham tính sao? Khi tâm sân tới, đừng có niệm tâm từ. Trong cái phương pháp này người ta dạy như vậy. Nếu mà đã niệm tâm từ sao quay quán tâm làm gì? Tâm từ là cái phương pháp thực tập riêng mà. Chứ đâu có phải là một tâm từ là ở trong thiền tục quán đâu, thiền thiền quán tâm đâu mà gọi là áp dụng như thế nào. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau ạ. À. Cũng giống như bây Dạ giờ mà tôi sửa chiếc xe Toyota này, mình đi hư vậy là tôi sửa như vậy, bây giờ áp dụng qua cái xe Nissan sao, hay là xe gì đây, việc gì đây, xe Pro của Tây thì sao, làm sao mình nói được, mỗi xe mỗi khác mà. dạ bà Bây sư, giờ cô có chiếc xe, con hỏi một cái sư, ví dụ như mình nếu mà con cái mình nghe là đối trị tâm sân là tâm từ, là có phải là mình lúc đó là bây thiền giờ định không? sư Thiền hỏi định. cô, bây giờ cô muốn nghe chưa, là muốn nghe các vị đó. Nếu mà các cái việc đó thì cô có lấy tâm tư mà nghe sư thì cô phải tập như vậy. Tại vì cái câu hỏi của cô là áp dụng như thế nào điều này khi thiền quan tâm, thì sư chỉ giảng trong cái chuyện đó thôi. Dạ Còn các vị bên Việt Nam nói như thế nào và nói giải tâm tư đâu được, thì cái đó là cái quyền của cô, sư không có ý kiến. Đấy. dạ để con hiểu phân biệt thôi. Dạ rồi. Rồi bây giờ cái như nó là cũng cô hỏi nữa chứ gì? Mô Phật, phải toàn cái thứ cao siêu không? Con nói thật với sư là con cũng muốn hỏi ra, thứ nhất là con để học hiểu rõ thêm, rồi mấy cho mấy các anh chị rồi Tại cũng vì cũng thế này này, sư đoán là cô ưa nghe các cái băng rất là nhiều, cô ưa lên trên mạng YouTube rồi cô nghe băng này, cô nghe băng kia, rồi cô lấy cái này, cô lấy cái kia, rồi cô so sánh, rồi cô hỏi, sư trả lời cũng được. Sư là chỉ phần của sư thôi. Còn mà lên cô nghe các vị khác mà cô biểu sư, nếu mà các vị đó nói vậy thì bây giờ áp dụng thế nào, không không áp dụng được. Tôi đang xảy sửa xe Honda là tôi chỉ biết Honda thôi, đừng có đem Toyota tới, tôi không biết gì đâu. Tôi như chuyên môn của tôi là xe Honda này, bây giờ quý vị hư xe Honda đem tới tôi sửa, còn ông kia ông sửa xe Toyota, ông sửa xe mà Nissan đem tới cho ông đó. Có cái ông xe Nissan sửa vậy mà sao Honda anh sửa cách khác này, sao sao biết được. Mỗi xe nó mỗi khác mà.
Vì vậy quý vị nhớ như thế này, nghe pháp là nghe pháp, không không có cái gì sai trái mà nghe pháp, mà không có biết cái nào phải cái nào trái, làm con đường như sao làm nó càng lúc nó càng lẫn lộn. Đó là lý do tại sao mà sư nói sư xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh bạn đạo, đồng thời các Phật tử tham dự cái buổi Zoom, rất nhiều Phật tử xen vô và hỏi cái này hỏi cái kia là tại vậy đó. Thì nếu mà những người đó tới sư cũng xin chào, sư muốn gặp luôn, nhưng mà hỏi thì có cái sư trả lời được, có cái sư không trả lời được, là tại vì sao? Tại vì sư chỉ biết cái con đường sư làm mà thôi. Còn quý vị đem những cái bộ pháp môn khác tới, quý vị nói sư có biết trả lời đâu, làm sao đâu, nói tầm bậy mang tội chết. Không Cái thì thói sư cứ quen của quý vị là quý vị nghe quá nhiều, bây giờ nó ở trong đầu quý vị không biết là cái nào với cái nào nữa, đụng đâu phải đó, đụng đâu phải đó, hỏi xong rồi quên. Bây giờ nhắc lại là sư mới nói cô cái gì đó, cô nói lại cho sư nghe, thì khi mà tâm sân ngửa lên thì làm sao? dạ khi cái tâm sân nổi lên á thì mình phải mình phải mình đừng có đứng đó mà mình tức giận này nọ. Mình phải tránh đi rồi mình quay lại với cái hơi thở, quay Không, để lúc không phải cái cảm vậy. xúc nó mạnh quá, Không. cảm xúc đó cảm cái cảm Chỉ xúc khi cảm nào giác mà nó nó nặng quá mình mới vô trong hơi thở. Còn mà nếu như mà khi tâm sân mà nó nổi lên đó, mình để ý tới cái sự suy nghĩ của mình này. Tâm mình thấy nó suy nghĩ rất là tồi tệ, nó suy nghĩ rất là tiêu cực này. Có vậy không? Cái thứ nhất mình để ý sự suy nghĩ của mình. Cái thứ hai nữa, với một cái trạng thái mà suy nghĩ như vậy thì cái tâm của mình đó, nó dễ chịu hay khó chịu này. Bỏ cái suy nghĩ đi, coi cái tâm khó chịu, dễ chịu. Không, lúc đó không thể nào dễ chịu được mà rất là khó chịu. Phải không? đầu Bây tiên giờ là này, để khi mà mình sân với một người nào đó đó, là mình thấy cái tâm của mình nó suy nghĩ rất là xấu về cái người đó, có vậy không? suy Rồi nghĩ khi xấu. mà suy nghĩ xấu như vậy á, mình coi thử sự suy nghĩ này và cái trạng thái và cái tình trạng cái tâm của mình lúc bây giờ nó như thế nào, nó dễ chịu hay khó chịu. Nếu Tình mà nó trạng khó tâm chịu, quan sát cái sự khó chịu, biết nó đang khó chịu, suy nghĩ khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu, nhưng mà nói bao nhiêu nó cũng suy nghĩ như thường, thì bây giờ thôi chịu rồi, la thằng con mà thằng con nó cứ cãi lại hoài thì tôi phải làm thinh, ôm phòng ngồi yên. Thì bây giờ như vậy mình trở lại mình niệm Phật, Phật cảm mình vô trong hơi thở để cho tâm mình yên xuống, rồi mình sẽ quay trở lại cái vấn đề mà mình tập hồi nãy. Đầu tiên là mình phải để ý cái suy nghĩ của mình coi nó như Để thế ý cái suy nào, nghĩ và để ý cái trạng thái tâm mình khi mà suy nghĩ như vậy nó dễ chịu hay khó có chịu. dễ chịu hay nó khó chịu. Rồi Khó chịu không? dạ khó chịu À đó, lúc khó chịu, biết khó chịu. dạ mình quan Khi mà sát biết nó khó hoài. chịu rồi thì thấy suy nghĩ tâm khó chịu, suy nghĩ tâm khó chịu, nhưng mà đâu phải là nói cái là nó tiếp tục cái suy nghĩ hoài và tiếp tục nó khó chịu Đúng hoài thì thôi bỏ nó đi, đi vô trong hơi thở. Một lát cho tâm nó dịu xong rồi bây giờ ra trở lại, chứ đừng có bộ trốn luôn ở trong đó, trốn luôn trong đó thì sẽ không hiểu gì hết. bỏ nó đi vô hơi thở rồi. Sau sau khi vô hơi thở rồi làm gì nữa? Hơi thở thì khi mà cái trạng thái tâm nó dịu xuống đó thì mình quay 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 trở lại cái vấn đề À đúng rồi, tại quay trở quanh lại mình. hồi nãy mình nói bà đó, bà nói cái gì, mình cảm nhận như thế nào lúc bây giờ, là cái tâm sân của mình nó vẫn còn mà nó sẽ ùa lên lại. Mình sẽ quan sát tâm sân, Quan sự sát. suy nghĩ khó chịu, suy nghĩ khó chịu, suy nghĩ khó chịu, suy nghĩ khó chịu mà nó cũng chưa được nữa, vô lại cứ chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra như vậy hoài. Làm Đơn giản như vậy hoài. thôi, không có tâm từ trong đồ gì trong này hết á. Khi mà cô tâm cô yên xuống là tha hồ mà cô rải tâm từ. Còn cái lúc mà cái tâm cô đang nổi sân vậy không có rải tâm từ được đâu. Đó là lý do tại sao ở trong cái thiền quán tâm người ta không ít ít nói cái tâm từ là vậy đó. Là bởi vì ở ở lúc đó là cái tâm của mình nó cái tốc độ nó đi rất là nhanh. Và nó nói rất là dữ, ở đó mình tâm từ cái gì? Cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, mà mình muốn giết người ta thì làm sao mà cầu xin cho họ an vui đây? Thấy vậy không? Vì vậy cái phương pháp dạy ở trong thiền quán tâm rằng trong khi mà quý vị mà nổi sân, quý vị nhớ phải quan sát cái trạng thái tâm, quán tâm mà. Quán tâm tức là coi cái tâm của mình lúc bây giờ nó suy nghĩ cái gì, tâm của mình nó dễ chịu hay khó chịu. Nếu mà mình quan sát hai cái đó không được, nó dữ quá, mình trở lại trong hơi thở, rồi một lát mình ra trở lại. Đó, cứ làm tới làm luôn. Nói bị nhiều đó không biết có nhớ không, bữa nào còn hỏi nữa cho coi. Dạ,
Con nói sư nghe khổ ghê vậy đó. Sư biết sao như thế này nè, pháp thì mình trước giờ mình chưa, bây giờ con mới biết bên thầy Thiền Quán Tâm của sư mấy tháng nay, còn lúc trước là nó đã ăn sâu trong cái tư tưởng của con, là làm bao nhiêu năm trời con theo bên Nguyên Thủy. Bây giờ con hỏi sư thì sư để sư nói con, càng ngày con thấm nhuần một ít ít, nó cũng có vô ít nhiều gì mấy, ví dụ 5, 20, 30% thì sư phải hiểu cho con. Chứ sư nói là sư hỏi đi hỏi lại, tại vì những cái pháp kia nó đã ăn sâu tư tưởng con nghe nhiều năm rồi, con nói thật với sư nghe rất là nhiều năm. Mà lý do gì mà cô mà tại sao mà cô đã ăn sâu được nhiều năm rồi mà cô bỏ chứ? Cô quen cái Con nào cô thấy tập cái đó thôi. nó không có cái gì. Con nói thật với sư, con qua bên bên pháp thiền của sư là con thấy rất là lợi ích mà rất là hay, thì tự nhiên con nghiệm ra, con ngộ ra, con mới thấy cái đó là cái điều thực tế mà cái điều rất là lợi ích, thì con mới mới quay Bây qua giờ đó bên. sư đề nghị á, nếu mà như cô mà đã có cái thói quen như vậy á, thì những cái bài pháp của sư Eric giảng lại thu vô băng này, cô nghe tới nghe lui cho nhiều lần, take time, tức là để thì giờ từ từ mà nghe. Bởi vì cô hay nghe hấp tấp quá, rồi hấp tấp thì nghe thì không hiểu thì hỏi đi sẽ quen. Tại còn khi mà nghiền ngẫm á, mình hỏi á, mà ai trả lời cái mình nhớ rất là lâu. Ví dụ chẳng hạn như cô bây giờ đó, cô gặp một cái vấn đề gì rất là khó khăn trong gia đình cô hỏi người này hỏi người kia không có ai mà giải quyết được cho cô hết trơn à. Đừng để cô có tới cô gặp sư lấy ví dụ như vậy, sư nói có một câu cái cô làm được thì cô hiểu à, thấy không? Những người kia họ nói biết bao nhiêu mình đâu có nhớ, mà những người này chỉ nói một câu thôi mà mình nhớ mình hiểu, là tại vì sao? Cái tâm mình nó đã dịu xuống rồi, nó đã thấm rồi. Vì vậy vì đây cô muốn tu theo phương pháp môn này, cái thứ nhất đòi hỏi rất là nhiều thì giờ, đòi hỏi rất nhiều cái sự thực tập, chứ không phải là nghe mà làm được liền lâu, không có. No way, sư cũng làm chưa được mà. Thiền sư nói cái gì sư nhập lại cho quý vị nghe vậy thôi, chứ sư cũng chưa có làm được, có cái làm được, có cái không làm được. Rồi bây giờ đó, khi mà mình làm như vậy rồi, về thứ hai nữa là mình có mong cái gì hết á. Quý vị nhớ giùm sư vậy đó, mới nghe sư nói hay quá, về tập cũng được cái chán, chán tức là mong rồi. Mong đợi rằng là ăn vô ôi, tốt quá như vậy thì làm có được đâu. Nó có dễ dàng như vậy à. Vì vậy sư nhắn nhắn chung hết tất cả anh chị em chúng sinh Phật tử đó, các vị mà muốn hỏi cái gì sư sẽ trả lời, nhưng mà nếu mà lấy của các vị khác thì sư không có làm được, sư không hiểu. Bởi vì người ta nói một đường mình lấy mình giải một nẻo tội chết, cái đó là mình mang cái tội là kêu bằng là hấp tấp, với là mang cái tội là kêu bằng không có nghe ta cho người ta rõ mà mình giải thích theo ý của mình. Vì vậy sư luôn luôn là sư chỉ ở trong cái lãnh vực của sư mà thôi, và sư chỉ làm cái bổn phận là giải bày những cái gì mà sư nghe được, sư hiểu được, và sư và qua mấy năm tu tập sư đem lại thì nói cho quý vị nghe thôi. Chứ còn thật ra nếu mà nói rằng là nắm vững cái pháp môn thì sư cũng đã giỏi đâu. Vì vậy sau đó năm nào sư cũng cũng gì đây đi lên về qua Miến Điện là vậy đó, để mình có dịp mình gặp thiền sư, để mình làm nói sai mà nói sai thì ông sửa đó. Dạ sư biết không, nhiều khi con đồng ý là con nghe cũng nghe pháp nhiều, nhưng mà con không thấy, khi mà con đi con thời gian gì qua con không thấy cái lợi ích bằng lúc mà con nghe 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 bên cái hướng dẫn cái pháp của sư. Thành ra con so sánh con thấy lợi ích bên pháp của sư nó hay hơn, nó có thực tế, nó áp dụng rồi nó có lợi ích hơn, thành ra con mới nghe bên bên pháp của sư đó là vậy. Chứ hồi trước thì con có nghĩ là khi mà có sự có khi mà tâm mình nó bị phiền não, khi mà có sự mà có bị phiền não rồi nọ thì mở pháp lên nghe thì tạm thời nó êm dịu lúc đó thôi, là chỉ là dựa vào nghe pháp thôi, nhưng mà mình không biết áp dụng thực hành như thế nào. Thì khi mà con nghe bên pháp của sư chỉ dạy, con thấy là rất là hay, rất là lợi ích, tại vì nó đi vào thực tế và sư hướng dẫn từng cái Thôi bây giờ đó tôi khen quá rồi, thôi bây giờ đây này sư muốn hỏi qua thật nè, cái sự bài vậy thành pháp ra mà sư có về tâm tâm tự á, sư đã đọc dạ cách đây khoảng chừng bữa coi 31 tây tháng 7 rồi. Rồi bây giờ quý vị cũng muốn nghe lại không? Nếu mà muốn quý vị muốn nghe lại thì sư đọc, còn mà nếu mà quý vị cái câu trả lời như vậy đầy đủ rồi thì sư qua cái vấn đề khác. dạ muốn nghe lại, con muốn nghe Không, sư có hỏi cô đâu, cô thì muốn nghe lại dạ mà sư hỏi chung với dạ các vị khác à. Con muốn nghe lại một cái bài pháp mà sư đã nói từ bữa 31 tới tháng 7, là ông thiền sư ông dặn là đừng có rải tâm từ, đừng có chia phước, cái đó là viên thuốc mà đắng mà bọc đường. Quý vị đã nghe cái bài pháp đó chưa? Nếu mà quý vị muốn thì sư đọc lại một lần nữa cho quý vị nghe.
Dạ, dạ thưa sư, thôi sẵn sư đọc lại cho tụi con đi. Dạ. À, thì bây giờ để sẽ đọc lại ha. Đây là cái câu trình pháp của cái một cái cô là tu nữ, cô nói như thế này, tôi nói dạ thưa sư, năm ngoái đó, năm này là năm 2015, năm ngoái năm 2014, thì con qua đây con gặp một cái cô đó, cũng là cư sĩ thôi. Đó. Thì cô này á, cái tánh của cô này rất là kỳ cục, là cô rất canh tị với con. Cô đi rêu rao nói xấu và dặn các vị tăng ni mới tới là đừng có tiếp xúc, đừng nói chuyện với cái cô này. Năm nay cũng vậy, con cũng còn gặp và cũng bị những trường hợp tương tự như vậy. Tuy nhiên, nghe đây là cái cô trình báo của cô. Thay vì giận cô ta, bực cô ta, con rải tâm từ tới người này và rồi con chia phước cho họ. Bởi vì cô này cô có cái thói quen là mỗi sáng sớm cô ưa đem cái tô cơm ra, cô đứng trước cửa đó thì chư tăng đi bát đem, hay một người làm, và tất cả các người, có rất là nhiều người làm, và trong số này có cô này nữa, thì kêu bằng mà để bát cho chư tăng đó, trong khi mà chư tăng đi đi khất thực đó. Đó thì cô mới là để bát mỗi buổi sáng đều đặn lắm, sáng nào cũng thấy cô ra hết trơn đó. Thì cô nói rằng là con rải tâm từ tới người này và tất cả những cái gì mà con làm phước được thì con xin chia tới họ. Như vậy con thấy tâm con mát mẻ yên vui, và trong khi giao tiếp với cô này tâm sân cũng biến mất. Họ làm được này, nhờ vậy khi mà con nói con rải tâm từ thì con chia phúc cho cô, thì con thấy tâm con mát mẻ yên vui, và trong khi mà con giao tiếp với cái cô này thì con thấy không không giận cô nữa. Đó là cái phần trình pháp. Thì sư mới hỏi lại, bây giờ tôi muốn hỏi cô, nếu cô không chia phước hay rải tâm từ cho người này thì câu chuyện gì xảy ra, cô có biết không? Đấy, rằng rằng đại vì cô này cô nói cái tâm tôi hết giận rồi, hết giận rồi là nhờ nhờ rải tâm từ chia phước, phải không? Bây giờ đừng có rải tâm từ, đừng có chia phước, quay còn giận không? Ý cái ý ông thần sư là nói như vậy đó. Ông hỏi quay trở lại, ông hỏi ngược lại, bây giờ đừng có chia phước, đừng có rải tâm từ, có tính sao? Dạ thưa con không biết, con chưa có thử lần nào đừng, con không biết sao, nhưng mà con thấy nghĩa là hiện tại bây giờ tâm con yên vui mát mẻ, hãy thử làm đi rồi xem nó như thế nào. Đó là thần sư trả lời, đôi khi mình chia phước hay rải tâm từ, mình đang tạo nên một cái gì để che đậy phủ lấp những gì đang thực sự có mặt mà nó nằm bên dưới. Ví dụ đó, khi mình ngồi chẳng hạn, mình đi hay là đi làm đi kinh hành, là mình ngồi thiền, cái tâm mình nó suy nghĩ về những cái lời mà cô này cổ vu oan cho mình, về những cái lời mà cô này cô rêu rao cho mình, cái tâm mình là nổi sân ghê lắm. Thì mình nói thôi cầu xin cho mình được an vui hạnh phúc, cầu xin cho cô đó được an vui hạnh phúc, mình nói mình nguyện như vậy, thì cái này là chỉ trên bề mặt mà thôi, nói một câu hai câu đâu có đủ, mà nó nói cả tiếng đồng hồ cũng đủ nữa, là bởi vì mới nói trên miệng thôi mà. Cũng giống như ai gặp gặp mình thì mình nói ra khỏe anh chị, khỏe anh chị, khỏe khỏe à, sao chị lúc này sao sao, mình nói tùm lum tà la, nhưng mà thiệt ra thì bà chết thì mình cũng không phải để ý tới nữa, là tại vì mình nói cái miệng không à. Và cái cách này là cách xã giao của thế gian, và mình có cái thói quen như vậy. Thành ra cô này cô nói rằng, ông thực sự ông nói rằng là cái bề mặt ở trên á mình nói rất là dữ, nhưng mà ở phía dưới cái vấn đề nó giải quyết chưa, mình tự hỏi mình. Bây giờ đừng có rải tâm sân, đừng có rải, xin lỗi, đừng có rải tâm từ, đừng có chia phước, thì coi thử ở dưới như thế nào. Bạn làm cái vậy, ông thiền sư nói, khi mà bạn làm như vậy, bạn đang che lấp, che đậy, phủ lấp những cái gì đang thực sự có mặt phía dưới. Mình đang sân người ta, mình giận người ta ghê lắm, bà đi nói xấu mình mà sao mà mình vui với bà được. Nhưng mà trên mặt mình cứ nói, ồ, mình rải tâm từ, mình là người tu mà. Đấy. Mình là tu nữ mà, thì mình phải rải tâm từ, mình phải xót thương người ta, mình phải chia phước cho người ta, vân vân. Khi chia phước cho người nói xấu mình, chứng tỏ mình quan tâm tới người này, hay rải tâm từ, tức là mình không còn giận, nhưng đó chỉ là trên bề mặt giúp tâm của bạn yên xuống một chút, ngủ ngầm bên trong, chưa chắc mình đã tha thứ cho người này đâu. Một cách chắc chắn là chưa tha thứ, chứ không phải là chưa chắc đó. Nhưng mà ông Thực Sư nói một cách kêu bằng là nhẹ nhàng vậy thôi, chưa chắc mình đã tha thứ cho người ta. Tôi thường nói trường hợp như vậy, ví như viên thuốc đắng và bọc đường. Bên ngoài thì nó có vẻ là ngọt ngào, nó mát mẻ, dịu dàng. Nhưng bên trong kìa, hay là nói một cách về phương diện tâm thì ngầm bên dưới kìa, mình không thấy. Mình bọc một lớp bên ngoài rồi. Ông Trần Sương nói câu chuyện này làm sư nhớ là trước trước khi mà ông giảng cái bài này là sư bên hàng xóm của sư hồi xưa ở bên Campa đó. Có cái bà đó là cái bà người Mỹ, bà đi học thiền với sư, thật ra không phải học mà chiều chiều ngày chủ nhật gặp nhau chừng tiếng đồng hồ rồi ngồi thiền chung với nhau rồi vậy thôi.
Thì bà này đó, bà ưa hỏi sư là tại vì sao mình không rải tâm từ hết cho tất cả chúng sanh, mình rải ra hết, mở cái lòng mình ra hết tất cả với cả cái toàn thể universe và toàn thể cái vũ trụ lận. Bà nói với sư vậy, sư nói được, bà muốn thì tôi sẽ làm giúp cho quý vị, nếu quý vị muốn tập thì tôi sẽ chỉ cho quý vị tập. Nhưng mà tôi nói cho bà nghe này, bà đó, tôi nói cho bà xong, tôi nói cho bà nghe này, bà rải tâm từ tới hết tất cả chúng sanh trong toàn thể vũ trụ, vậy cái bà Ukraine là hàng xóm của bà bên cạnh bà thì phải tính sao? Bà nói đừng có nói tới mẹ đó. Cái bà với bà này hai bà cái lộn nhau chết bỏ luôn. Rồi đốt rác, đốt đồ sao lại cháy xe chứ đồ làm tùm lum, thấy không? Tâm thì nói rằng sao muốn gửi rải ra hết vũ trụ. Nhưng mà bên cạnh mình này, cái bà hàng xóm là mình rải chưa được mà đoàn mình quay ra hết vũ trụ là sao? Vì vậy, sư nói rằng cái chữ vũ trụ là một cái khái niệm thôi, không ai biết nó vũ trụ nó bao lớn hết trơn. Và mình nói tôi rải tâm tâm của tôi vũ trụ, đó là mình chỉ nói vậy thôi, chứ còn thật ra mình đâu có biết vũ trụ nó bao lớn đâu. Bây giờ mình chỉ đơn giản là bây giờ mình rải cho người gần mình đây này, có thử mình làm rải có nổi không, nghĩ tới người nào đó trong nhà mình chẳng hạn, mình rải rải tâm từ cho họ chưa chắc là quý vị ơi, vì trong nhà mình đâu phải là người nào mình cũng cũng dù cho hai vợ chồng và con cái không thôi cũng vậy đó. Khoan nói chuyện là có thêm cha mẹ ông bà này này người kia, giống như gia đình cái mà lớn ở bên Việt Nam nữa, mình không thương ai hết lòng đâu, con mình có đứa thương đứa ghét à, con của mình đấy. Và cái này là không phải là sư sư bày đặt sư nói đâu, họ đi kinh pháp họ nói mà. Thì như vậy mình hiểu rằng cái tâm địa của chúng sanh đó, nó họ hẹp hòi vô cùng, ai cũng vậy hơn, là tại vì sao, tại phiền não mình đâu có, cái tâm mình có nó có rộng rãi, nó có lớn lao, nó có rãi phủ khắp cho tất cả mọi chúng sanh đâu, có nó hẹp lượng vô, nó rất là hẹp hòi chật vật vô cùng. Nhưng mà mình cái miệng mình ưa nói như vậy vì đây là cái thói quen của mình. Tôi đề nghị muốn thấy đừng rải tâm từ, đừng chia phước gì hết, mà mở tâm ra rồi quan sát tâm của cô này khi mà cô nổi sân với người ta. Thay vì rải tâm từ thì nếu như mà tập phương pháp này thì cô thay vì rải vậy thì cô hãy mở tâm ra đi. Đừng đừng có chia phước, đừng có rải tâm từ, mở tâm ra quan sát tâm. Quan sát cái tâm nó suy nghĩ cái gì này, quan sát cái trạng thái tâm mình nó suy nghĩ một cách tiêu cực như vậy, nó làm cho mình dễ chịu hay khó chịu này, mình có sung sướng không nè, vân vân vân, đó là quan sát tâm. Còn muốn tâm yên thì làm những gì cô đang làm, có thế thôi. Như vậy ông thần sư ông nói, quý vị có cái sự lựa chọn. Quý vị muốn tâm quý vị yên, tâm quý vị nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, thì quý vị rải tâm từ. Cũng giống như mình ai nói giận mình cái mình gặp mình nói, ô thôi mà nghiệp mà, thôi bỏ qua, thôi bỏ qua, thôi bỏ qua. Mình nói cái đó là mình giữ xuống thiệt, nhưng mà chưa yên đâu. Mình mới bỏ cái miệng đâu, chứ chưa bỏ thiệt đâu. Gặp người ta mình cũng muốn sắn cái áo nữa. Ý sư muốn nói rằng là đó, khi mình đã học tâm á, thì mình phải quay tới nơi Tây Châu. Đừng có dùng những cái phương pháp bên ngoài. Sư không có nói rằng là những phương pháp đó xấu, không có đâu. Nhưng mà mình thấy cái gì sân này tâm sân, cái gì tham này tâm nó tham, thì mình phải kỹ ngay cái chỗ đó, mình phải đi vào trong cái gốc đó. Còn mình nói lang thang ở ngoài thì nó cái chỉ nhẹ nhàng thôi. Cái gì ung thư chẳng hạn, ung thư là phải mổ, ung thư là phải là đi làm hóa trị xạ trị, làm cái gì nó rất là dữ. Chứ còn quý vị cứ uống thuốc, nghe ông này nó cho thuốc này uống vô thấy nó nhẹ 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 nhẹ, hoặc giả là ăn cái món này mà ăn món kia vô nhẹ, nhưng mà chỉ có thể tạm thời thôi. Ai cũng hiểu rất rõ, hiểu mà ung thư là ôi bột là hóa trị xạ trị phải mổ, còn không được thì chết. Không? Như vậy tốt nhất là nếu người này có làm gì còn muốn tâm yên hãy làm gì là làm, người ta làm việc của họ, đây là thiền sư nói là cái cách mình tư duy này. Người ta làm việc của họ, họ đi rêu rao, họ nói xấu, họ nói đừng có tiếp xúc với cô tu nữ này, như cô này, cô họ người ta làm việc của người ta, mình làm việc của mình. Cô tu qua đây là cô để tu tập mà, cô tu nữ qua đây là cô tu tập, thì bổn phận của cô là tu tập. Cô đừng có làm cái chuyện khác, cô làm cái chuyện khác và cô nhảy ra cái lĩnh vực khác của người khác thì là người ta sẽ kiếm chuyện với mình. Bổn phận của mình là người tu, mình tới đây là mình được một ngày hai bữa cơm nhà chùa cho mình ăn, thì mình ráng mình tu tập, mình đi thiền, mình ngồi thiền, mình đi nghe pháp, mình đi trình pháp, đó đó là những cái mà những hành giả cần phải làm, chứ không phải là đi đi làm phước rồi đi tiếp xúc với người này người kia rồi đi tới gặp các sư rồi làm thị giả thì đồ đó. Mấy cái đó là cái điều mình muốn làm thôi, chứ còn mà thiền sư người ta đâu có khuyên lên mình làm, chứ đâu có khuyến khích mình làm. Bởi vì sao? Làm những cái này nó dễ cho bị mình gây phiền não.
Thì mục đích của mình qua bên Miến Điện là mình để mà tu tập mà, cho mình đâu có phải qua Miến Điện để mình đi làm cái chuyện phước. Làm phước thì ở Việt Nam mình làm cũng được mà, ở Mỹ mình làm phước cũng được. Đó, bây giờ người ta bị Covid, người ta bị đau đớn, bệnh hoạn, người ta gặp rất là nhiều khó khăn, người ta kêu gọi mình giúp đỡ. Đó, quý vị làm phước. Phật giả là quý vị biết bao nhiêu chùa, bao nhiêu tu viện ở bên bên xứ Mỹ này, quý vị muốn giúp đỡ cho chùa nào, tu viện nào thì quý vị làm. Ở đâu mình cũng có làm phước được, mà cái tu mới khó này. Rồi mình không có chịu tu, mình không, thay vì để thời gian mình quyết lòng mình tu tập, để thời gian mình đi làm phước, đi ra mình mua cơm, mình để bát, mua cơm để bát tốt, nhưng mất thì giờ này. Rồi lên ra đó gặp bà này, gặp bà kia, nói qua nói lại thì lộn. Tại vì đứng chung mà. Bây giờ bên 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 Miến Điện họ không cho để bát nữa, là tại vì khi đứng để bát thì phải đứng chung, đứng một một dãy vậy, người này cách người kia chừng một 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 hai thước đi, thì chư tăng đi ngang qua à, rồi để bát vô trong. Nhưng mà bây giờ người ta cấm vì bị sợ lây lan cho chư tăng, thì quý vị thấy. Nhưng mà anh mình thấy không thể nào mà làm những cái chuyện gì khác ngoài cái chuyện tu tập thì nó gặp gặp được khó khăn chắc chắn rồi. Đó là cái điều mà gì đây, các vị hành giả khi mà đi 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 tới mà tu đi tu tập ở đâu phải nhớ điều đó, để thời gian mình dùng hết thời giờ của mình để mình tu tập, chứ đừng đi làm những chuyện lăng xăng. Đi làm những chuyện lăng xăng thì đấy, quý vị thấy nghe đấy. À, mà quý vị chắc không thấy hình của sư ha, anh Eric. Dạ thấy nhưng mà nó bị cứ đóng, nó bị đứng lại rồi thưa sư, thành À, ra đứng lại rồi. Dạ thôi bây giờ để yên vậy luôn ha. Có cần sư vô lại không? dạ thôi để đứng lại được. À, internet nó đứt luôn rồi. Internet nó bị disconnect internet rồi. Không không còn internet nữa. À, để xem xin chút sư qua để sư vô lại qua thử coi sao. Connect nó lại qua thử. Thôi chưa chứ đừng có vô lại, nó rủ nó đứt luôn. Bây giờ giảng tiếp cho tụi con nghe, vậy là hạnh phúc rồi. Chủ yếu là tụi con nghe lời giảng của sư là được rồi. Dạ, hình À, ảnh. không phải có mặt, có mặt cho sư sản với mấy thằng bù sư chán lắm. Có mặt sư, có thấy mặt sư. Có thấy mặt quý vị, thấy mặt còn sư đâu có thấy cái gì đâu, sư giảng cái đám mù mà. Là nhà thầy sư. Giờ thôi tụi con nghe. Tụi con nghe sư giảng là lời nói của sư là quý rồi. Dạ. À thôi bây giờ đó, bây giờ mình sư tiếp tục nói hè. Bây giờ Dạ. đó cô này sau khi mà ông nghe ông thiền sư trả lời đó, thì cô thưa với thiền sư, cô nói một câu, tôi nói dạ thưa sư đúng như vậy, khi mắt nhắm tâm an định thì tâm con yên, khi mắt con nhắm thì con nói rằng con trải tâm từ cho bà thì tâm con yên, nhưng mở mắt là con suy nghĩ về đối tượng, gặp người ta là con lại nổi sân, thấy không? Họ nhìn rõ rõ rõ, rõ cái vấn đề này. Thiền sư nói cô có quyền lựa chọn sao cũng được hết trơn, cô muốn lựa lựa sao lựa, nếu mà cô cảm thấy mà làm như nãy giờ tiểu trừ tập cho tâm cô yên thì cô cứ làm, còn mà nếu mà thật sự mà muốn chữa cái bệnh cho tận gốc là phải đi vô trong tâm, bởi vì nó phiền não nó đến từ tâm mà, thì mình phải gột rửa cái tâm của mình thôi, chứ còn mình lấy cái thuốc thuốc giống là mình ung thư mà mình cứ thoa dầu hoài thì làm sao mà lành được, sao giờ nằm bên ngoài mà mình bóp tay bóp chân mình đi tới mấy ông thầy mằng cái đồ làm cái này cái kia cho mình, làm cho chút vui vậy thôi, thể mà thể đau ung thư là phải đi tới để cho người ta mổ hóa trị xạ trị đổi làm cái gì đó, nên là rất là nhiều, chứ không phải là đơn giản là chỉ có là cái bằng là mà làm thoa thuốc ở đổ ngoài bên không thôi. Đây bây giờ về đây cô này cô nói mà về đây dạ thưa sư, bây giờ con mới để ý là nếu sư nói thì con thấy là khi mà nhắm mắt á thì tâm con yên lắm, nhưng mà khi mà mở mắt ra đó, thì con gặp con suy nghĩ về cái bà đó, và mỗi lần mà con gặp cái bà đó mà bà đi ra mà bà mà để bát với con là con dòm trước dòm sau, là con lảng đi chỗ khác, mà bà tới gần con mới nói trong bụng của cái bà chằn vậy, giống như cô Kim nói vậy. Bà chằn này là tiếng của cô Kim nhưng phải tiếng của sư. Ồ đúng rồi, vì vậy tôi mới nói rằng đây là viên thuốc đắng bọc đường, bên ngoài tâm mát mẻ nhưng sự mát mẻ giả tạo, tiềm mẫn bên dưới niềm oán hận chưa sống chưa yên, mà làm sao mà yên được, nó đi rêu ra nó xấu như vậy thì phải phải tu rất là dữ mới vượt qua được. Khi nhìn một đối tượng, một người hay vật, tâm chúng ta không khởi lên thương ghét, tâm rất quân bình, đó là tâm xả, và điều này đòi hỏi chúng ta phải tu tập cho có trí tuệ mới có tâm xả.
chứ không phải muốn có tâm xả là xả liền đâu. Tâm xả thật sự phải có trí tuệ đi kèm. Khi người đối tượng đó họ ở xa mình, họ không có gần tới mình, thì mình không gặp, không thấy, không nghe họ nói cái gì, cho nên tâm mình không buồn, không giận. Đó không phải là xả. Ví dụ chẳng hạn như cô thấy không, bà kia bà ở một cái dãy cốc khác, cái dãy cốc của cô, thì bà cô ngồi bên này tha hồ cô rải tâm tư. Nhưng mà khi mà cô đối diện với bà, hay là cô đi ra ngồi đó, cô để bát mà cô gặp bà đó, cô thấy cái thái độ của cô không? Cô tránh né mà. Hoặc giả cô lầm bầm trong miệng, cô nói cái này, cái kia, cái nọ. Thì điều này có nghĩa là nó công chuyện nó chưa có xong. Họ ở xa rồi mình không thấy, tha hồ mà rải. Nhưng mà tới gần là không được, mình không có chịu. Đó thì cũng giống như sư nói đó. Khi cô kia cô nghĩ cô muốn rải cho tất cả cái chúng sanh toàn cái vũ trụ. Mà cái bà Ukraine hàng xóm của cô nhất định là cô oan trái. Cô nói những lời rất là nặng nề. Đó thấy không? Thì mình hiểu là cái bản chất tâm địa của chúng sanh nó không có tốt như vậy đâu. Xả thật sự khi đối tượng làm bất cứ điều gì, đây là có trí tuệ này, khi mà có trí tuệ, có tâm xả, thì bất cứ đối tượng làm bất cứ điều gì, tâm của chúng ta không phản ứng thích ghét. Thì anh chị em thấy không, mấy cái này là tôi rất là giữ, bởi vậy có cái câu hỏi thứ hai là như nó là đó. Mình nhìn thì nhìn thôi, như nó như thế nào, để yên như vậy, tâm mình không có phản ứng. Đó, như nó là đó, cái cũng câu này là cũng câu trí hoại đó. Thế nào gọi là như nó là, nghĩa là mình nhìn người ta như mình không ghét, không thương. Họ như thế nào để yên như vậy, tâm mình không suy nghĩ rằng ô cái bà này bà giá bổ vậy, cái bà là bà chân, bà này bà trò, bà kia cái nọ đó, bé xé ra câu đó. Tâm đó gọi là tâm xả đó. Mà muốn có tâm xả này là phải có trí tuệ, phải tu rất là chữ, chứ không phải là chỉ nói đọc hai ba bài pháp hoặc giả nghe vài ba vài ba chục cuốn băng mà làm được đâu. Sư tu từ năm 1985 cho tới bây giờ, quý vị tính mấy năm rồi. Mà ô trời đất ơi, đôi khi mà gặp cái con mã điền của sư nó nổi lên thì tôi cũng giống như phá nhà luôn. Thì mình mới hiểu rất là dữ. Mặc dù nó không có nói ra, nó không có nó giấu ở trong này, nhưng mà thế mà lơ mơ mà tới gần mà nói nữa là chết với mình, thấy không? Thì mình hiểu là cái pháp môn nó tu tập trời ơi, nó đòi hỏi nhiều công phu quá. Phải cố gắng tới một khi một tích, được cái nào mình mừng cái đó, có vậy thôi. Và nếu như mà không được thì mình ráng nữa, có vậy thôi. Nhiều người người ta hiểu lầm trí tuệ hay tâm xả là bất cứ đối tượng làm cái gì mình cũng không lý tới, tưởng nghĩ hoài là không care đó. Cái này là không phải tâm xả đâu, mà cái này là tâm sân. Các quý vị thấy không? Ví dụ như bây giờ con của mình, đó mình nói hoài không được, thì nó thôi kệ, nó muốn làm gì nó làm, tôi không có lý tới nữa. Đó, thì quý vị nói với đó, với cái đó là quý vị cũng phải là có tâm xả. Vì trong này cũng có chút trí tuệ nào trơn, cái này là thí có hồn, mặt mày đó. Con cái câu gọi là mặc kệ nó đó. Kể cha nó, đó sự nghe bên Việt Nam nó có một vị thuyết cái câu kể cha nó, kê cha nô, kể cha nó, kể cha nó, tâm sân đó quý vị, không phải tâm xã. Tâm xã đòi hỏi mình rất nhiều trí tuệ, không phải mà muốn có tâm xã là có được liền. Người ta nói mà mình đừng có phản bác, đừng có trả lời, mình làm thinh, đối với tâm của mình không có chấn động. Ô, tu tập để mà tới trở thành một vị thánh mà. Sao được chưa, tới đây hết rồi đó. Dạ hay quá sư, nhiều khi sư nói đi sư lại sư giảng hoài con nghe hoài còn thấm, bởi vậy sư đừng la con khi nghe. Dạ rất là hay sư, dạ nghe càng lúc càng thấm mỗi lần. Hay rồi, mới mỗi nào sao mà sư giảng lại đi chứ, cái chỗ này con cũng chưa nắm vững pháp mà sư giảng đi sẵn lại nghe hoài nó càng lúc càng thấm. Tôi nghe tới cô thủy là thôi tôi rên rồi, tôi ngồi ra trời ơi, tôi chống mặt tôi dạ, biết tôi sao, có la con nào cũng thích sư nghe sư giảng, mỗi lần giảng nó thấm lắm sư ơi, mỗi lần giảng thấm một ít ít, tại vì cái lợi ích của nghe pháp đó sư là mình cũng bây nghe giờ tôi ráng tôi la cho nhiều để cô đừng cô nghe cô hỏi mất công nữa. Dạ tôi càng la con càng hỏi. Dạ 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 rất là hay sư. Dạ thế bây giờ đó cô hỏi một cái câu thứ hai cũng rất là hay nữa, đó là cô nói rằng là khi mà mình quan sát một đối tượng hãy để đối tượng như nó là. Thì đây là quý vị thấy đây là một cái từ mà người ta sử dụng ở trong thiền tập đó. Khi đối tượng như nó là, nó sao mình để yên như vậy, tâm mình nó không có hoàn toàn phản ứng. Đó, thì bây giờ đây quý vị gì đây để sự lấy cái bài như nó là sẽ đọc cho quý vị nghe, tại vì cũng nằm ở trong cái câu hỏi. Thì bây giờ nói tới nói lui mà cô Thủy cô hỏi rồi thì phải nói không biết làm sao. Trang 259. Cái này mà cái cuốn này á, là gì đây sư để bên Việt Nam á, cái bài pháp này sư để bên 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 Việt Nam á, thật sư không có đem qua đây được, thành ra ngày hôm qua sư vô trong mạng của sư đó, sư vô trong cái cuốn sách của sư anh Eric chụp lại đó,
sư ngồi sư chép chép gần cả tiếng đồng hồ, bá thở luôn, thành ra bây giờ phải đọc cho không biết làm sao. Dạ thưa sư, làm sao để hiểu cái chữ như nó là đây? Người ta thường nói như nó là, như nó là nghĩa là sao? Thì sư nói, nếu người ta hỏi anh như nó là hay hỏi cô như nó là thì trả lời là như nó là, nghĩa là phải giải thích là chứ không phải nói không được. Khi bạn gặp một cái mùi hay một cái vị nào đó phát sanh lên, tâm của bạn không phản ứng, không thích, không ghét, tâm hoàn toàn quân bình, yên tĩnh, đấy, như nó là đấy. Tại vì sao? Bây giờ lúc bây giờ đó, mình quan sát không phải là mình nắm vào trong cái mùi đó nữa, mà mình thấy cái mùi này nó chỉ là một cái đối tượng mà thôi. Tôi lấy ví dụ này, nói đối tượng này, đây tôi nói lấy một ví dụ nó chứ cái mùi nó hơi khó. Bây giờ quý vị thấy này, quý vị đang ngồi thiền, nếu như mà ai mà cùng chung với tất cả bạn bè, ví dụ mình nói tới đằng chỗ nhà thiền đường Mỹ Từ đó, cái chỗ mà một nhóm anh chị em ở đây có tới đó tập, anh Eric cũng vậy nữa. Bây giờ mình đang ngồi thiền yên tĩnh, tự nhiên chính điện thoại rè. Mình khó chịu vô cùng. Đấy, bà đó vô là tôi thấy rồi, sắp 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 vô rồi, còn cầm cái điện thoại nữa, bây giờ đếm điện thoại cho em đang chạy ào 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 đó, alo 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 là cũng sụp ra, mình nói vậy là đủ sân rồi. Đó là cái tiếng điện thoại của cái cô đó, là cái cô mà mình đã thấy từ trước đến giờ là duyên vô vô để rồi đi vô cũng cầm điện thoại, rồi mở điện thoại ra la ông sùm để nói vân 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 vân. Câu chuyện nó xảy ra rất lâu rồi mà bây giờ sư vẫn còn nhớ trong tâm, mà sư nhắm mắt cho bà làm cái gì sư cũng để ý hết trơn à. Thế rồi sao? Đó là cái tiếng điện thoại. Bây giờ quý vị đang ngồi, quý vị nghe pháp, quý vị biết là sau lưng của sư, trước mặt của sư đây là có hai kính cửa sổ. À, bên bên đó là đường xe nó chạy ào 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 ào, cái đường lớn mà, cái đường đó đi tới bên một bên được ba chiếc, một bên kia ba chiếc nữa là sáu chiếc, rồi thêm có một cái đường để cho đi xe đạp nữa, đại lộ rất là lớn. Vậy mà quý vị biết khi mà ban đêm mà sư ngồi thiền á, trời ơi sư thích nghe cái tiếng động này kia lắm, là tại vì sao? Đây là đối tượng mà sư ngồi thiền buồn ngủ chẳng hạn, là sư theo dõi hơi thở, là sư quên, biết quên rồi, không có để ý tới tiếng động. Tức thì là sư ráng rống vào tai sư nghe cái tiếng động qua thử xe nó có chạy không, thì hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, tỉnh hồi nào hôm nay. Như vậy là cái tiếng động này nó mới là nó đó là cái mà để mà giúp cho mình để mà phát triển trí tuệ này. Cũng giống như quý vị thấy, quý vị ngồi ở cái thiền đường, quý vị nghe cái tiếng điện thoại thì quý vị rất là bực, nhưng mà ở nhà cái cạnh cái phòng bên cạnh ấy, để thiền đường Mây Từ nó đó, trong một cái plaza, trong một cái chỗ mà người ta cho thuê nhiều căn, nếu bên cạnh người ta nói chuyện không sao cả, điện thoại bên nhà bên kia reng mình không sao cả. Tại vì sao như vậy? Cũng là tiếng động hết trơn, mà tại sao cái tiếng động kia nó có một tiếng điện thoại à, còn bên kia họ súng mà nói chuyện, đôi khi sư thấy sư ngồi bên này mà sư kia nghe bên kia họ nói chuyện rất là lớn, mình không sao cả. Tại vì cái tâm mình nó xem cái đó như là đối tượng, như nó là không có làm, không làm gì được cái tâm để yên. Như nó là để vậy đó quý vị, hoàn toàn nó không phản ứng, cũng đối tượng đó, nhưng mà bên này thì tâm mình phản ứng, khó chịu, bực bội, nó nói cái nói kia nói nọ, còn bên kia nó nghe rồi, nghe yên thôi. Quý vị biết là gì đấy, trong rừng nó có một con chim, con chim sư không biết tên, nghĩ là tên gì, một con chim mỏ xanh, trời ơi nó kêu. Có một lần ngày xưa đi tới một cái thiền đường, nó nằm ở trong rừng, trời, cái con chim mỏ xanh nó kêu, quắc 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 quắc, nó kêu mà nó cứ cá bầy luôn á, nó rượt mèo, nó rồi nữa, chứ không chơi à. Nghe tiếng kêu anh kêu làm ghét rồi đó. Còn các ngàn con khác nó kêu không sao cả. Tại vì mình có thành kiến, mình không có như nó là nữa rồi. Tiếng động chỉ là tiếng động thôi, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Mình nghe một ngày mình biết nghe biết bao nhiêu tiếng động, mà không phải có những cái tiếng động nào đặc biệt á, mình mới để ý. Ví dụ như quý vị nghe cái câu chuyện ta kể là ở trên New York á, bây giờ mà tan sở là chàng người ta tua ra, ta đi ta vô trong cái xe điện ngầm, cái xe buýt chạy rần rần, nghĩa là dân New York cũng giống như Paris vậy, rush rush rush, xô nhau chạy. Và ông kia ông nói không ai để ý ai hết trơn, cứ việc mạnh người nào người nó chạy. Vậy mà có một cái ông kia ông đứng gần đó, rớt cái đồng năm xu, cái can người ta chiếu tất cả mọi người để ý dòm ra. Năm âm xe chạy không ai để ý trơn, mà đùng xu, năm đùng xu 25 xu mà rớt cái can là con người dòm ra. Qua thử nó có đầm đâu gần mình, không đặng mình lượm chứ. Thì quý vị thấy không?
cái tâm của mình nó phân biệt ở trong này, nó có định kiến ở trong này, do đó không có thể như nó là được, nó không để yên được, nó phản ứng rất là dữ. Do đó cái sự tu tập của mình là tạm thời này, đừng có để, đừng có muốn như nó là, chưa được, còn lâu lắm bạn ạ. À, bây giờ nó phản ứng, mình quan sát cái phản ứng, mình quan sát cái trạng thái tâm của mình, mình cứ làm hoài như vậy, tới một lúc đó, mình hiểu rằng hễ mà cái tâm của mình mà chấn động như vậy đó, là mình sẽ nói những cái lời, mình sẽ làm những cái hành vi rất là bất thiện và tạo ác nghiệp nữa. Đó, ví dụ như cái cô đó, cô này cô nói rằng là hễ mỗi lần tôi gặp bà kia là tôi nổi sân, tôi phải tránh đi chỗ khác. Cái gì thấy không? Nếu cái tâm mình yên ổn thì mình đâu có làm cái chuyện đó. Và khi mà mình làm như vậy, cứ mỗi lần như vậy thì mình đi qua một bên để mình quan sát cái tâm mình, thấy mình rất là chấn động. Mình mở miệng ra là mình nói toàn những lời bất thiện. Để mình dòm người ta là có thể là mình tới mình gây gổ với người ta, mình có là xăng cái áo cái đồ, làm những cái chuyện cái mà không có nên làm ở trong một cái trường thiện. Đó, quý vị thấy là gì đây? Khi mình tập hoài, mình quan sát hoài, mình thấy rồi, mấy cái này ghê quá. Rồi mình, người đó cũng chẳng ăn nhầm gì tới mình. Mà mở điện thoại, bạn tắt điện thoại thì cái chuyện của bà thôi. Hoặc giả là cái bà này, bà đi nó xấu mình thì tốt, cái chuyện của bà làm. Mình nếu mà bà không ưa mình đi giúp các sư, bà muốn giúp các sư, do đó bà đi xấu mình để cho bà làm thôi, có sao đâu. Khi cái tâm quý vị mà yên ổn, quý vị hiểu cách thức phải giải quyết vấn đề như thế nào, đó là lý do tại sao mà để cho tâm yên ổn rất là quan trọng là vậy đó. Vì vậy khi quý vị tập, quý vị cần có niệm mà có định, có hai cái luôn. Định để tâm quý vị yên xuống, có niệm rồi là đã tốt rồi, có, phải có định nữa, có niệm thì nhưng có định, tâm quý vị nó yên xuống. Khi mình yên xuống rồi thì cái tâm mình nó suy nghĩ cách khác. Ông thực sự ông kể một cái câu chuyện bên Việt Nam á, ông nói có một cái cô tu nữ đó bên Việt Nam, cô lớn tuổi này, cô qua đây cô hành thiền, cô kể cho tôi nghe một cái kinh nghiệm mà cô trình pháp. Cô nói thưa sư, bữa đó là con ngồi, con nghe cái tiếng chào rạo ở ngoài, phía ngoài bên ngoài là mấy cô Việt Nam đi kiếm con, nhưng mà con nghĩ giờ này ngồi là con ngồi, con gặp tin con cũng có đứng dậy. Chỉ một lát đó, con thấy cái tiếng ồn à chào rạo ở ngoài hết đó, thì tự nhiên có một người tới vỗ vai con, nói bà ngồi đây này, mà nãy giờ tụi tôi đi kiếm đó. Thì con nghe cái giọng là con biết là cái bà này là bà nào rồi, là con nói thôi được, để yên ra đi. Con cũng không trả lời, con làm tin, con cứ nhắm mắt lại, con ngồi thiền. Bà vỗ hai ba cái nữa, con cũng ngồi thiền, đập đập chân con cũng làm tin, con nhất định. Con nói trong tâm con nói, một chút xíu ra tao sẽ tính chuyện với mày. Mày thấy giờ mày vỗ vai hai ba cái, mày vỗ đùi hai ba cái, để lát là tôi tính sau. Mình nói chuyện sư vậy, hâm rồi mà. Rồi cái cô nói rằng là cái cô tu nữ đó, cô nói giờ tôi tu nữ già, cô nói giờ thưa sư, nhưng mà vì cái giờ thiền ngồi thì con tiếp tục con ngồi, mới vô ngồi chút à. Thì con tiếp tục ngồi. Không, cái giờ thiền tâm con nó suy nghĩ rất nhiều về cô đó. Mỗi lần nó suy nghĩ, con duy trì chánh niệm, con trở lại hơi thở, con duy trì chánh niệm, con trở lại hơi thở, suy nghĩ, con biết suy nghĩ trở lại hơi thở. Nếu mà tâm chấn động thì tâm chấn động, tâm khó chịu thì tâm khó chịu. Con cứ làm tới làm lui hoài, con lát cái tự nhiên cái tâm suy nghĩ nó ngưng à. Thế suy nghĩ mà cái tâm con cũng nhẹ từ từ, nó không có còn chấn động nữa. Con nói sau cái giờ thiền là con ngạc nhiên hết sức. Con nghĩ là cái giờ đó con ngồi cũng nổi, là bởi vì bà vua làm kiểu đó là thế nào mình cũng ra mình kiếm chuyện, bị tâm nó sực rồi mà. Để đó, để lát nữa tao ra tao sẽ chứng dụng với mày. Tại vì mấy người này là cùng chùa họ tới, do đó họ biết nhau. Đó thì cô thưa với thiền sư, cô nói khi mà con chợt cải thở vừa thiền, một điều rất là ngạc nhiên con đó, cô có cái chuyện gì đâu mà đi kiếm chuyện. Thì số cái chuyện nó qua rồi mà, giờ họ có đi đâu hết trơn rồi mà. Cái cô mới hỏi thiền sư đó, tại vì sao trước đây một tiếng đồng hồ đó, là con muốn ăn tươi nuốt sống cái bà đó. Mà con ngồi thiền xong xuôi rồi đó, tự nhiên con cái tâm con nó nhẹ, nó không có... Không muốn là không muốn hỏi muốn làm gì nữa. Thì thằng sư nói khi mà tâm mình yên, cái nhìn của mình nó rộng rãi hơn, nó bao quát hơn và nó hiểu biết hơn, trong này nó có trí tuệ trong này. Cô ngồi một giờ thiền xong là tâm cô yên rồi. Thì tâm cô mà chấn động thì cô nói cách khác, thì tâm cô yên còn nói cách khác. Vì vậy đó là lý do tại sao mà khi mà người ta nói cái gì đó, mình nhớ mình quan sát cái tâm, cái suy nghĩ của mình quan sát cái tâm khó chịu của mình, đi sao đi giữ cái tâm mình yên xuống. Khi tâm mình yên xuống rồi thì cái câu trả lời nó mới tới cho mình để mà giải quyết cái vấn đề trước mắt này. Hoặc cả người đó có thể là con của mình, có vợ mình, có thể là chồng mình, người thân trong gia đình. Đó, mình sắp 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 câu tới, họ nói một câu, mình nói lại một câu, rồi nói câu, mình nói lại một câu là tan nát gia đình. Còn khi mà mình biết tu, mình nhắc mình là khi mà họ nói như vậy, tâm mình rất là chấn động thì phải làm thinh.
đừng có nói gì nữa, tập hoài như vậy nó có chửi cha mình nữa, kể nó tức lát là tính vô trong đó, vô trong tâm này coi lại, giữ cho nó dịu xuống, rồi sau khi mà xử lý yên xong xuôi rồi đó, quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy ra cái câu trả lời của quý vị. Không cần chi phải nói chi nhiều tại vì sao, có cần chi đâu phải nói đâu. Vì vậy người ta nói rằng bạn không muốn đi đâu cho yên tĩnh mà bạn muốn ở đây này và bám giữ tâm bạn cho yên tĩnh. Người ta thường nói rằng phải đi một cái chỗ này chỗ kia để tu tập cho yên tĩnh, còn tôi thì tôi chủ trương không, đó là ông thực sự nói, tôi chủ trương là ở đâu mình ở đó và mình giữ cái tâm mình cho yên, khi tâm mình yên mọi sự sẽ yên, tâm bình thế giới bình mà phải không? Ừ, chắc hết giờ rồi phải không quý vị? Xà thâu hay quá sự. Đấy. Cũng có thủy nữa hả? Dạ không, con đâu dám hỏi nữa, giả sư la nữa. Dạ không dám hỏi nữa. Dạ. Nghe xà thú hay quá. Dạ, thôi để mấy vị khác. Đây là trong câu này nói này, khi khi mùi hay vị phát sanh, tâm của bạn không phản ứng, bạn không thích, bạn không ghét, đó là như nó là. Tâm không thêm thắt, không phóng đại. Thêm thắt phóng đại nghĩa là sao? Đó là nó không thấy rằng là đây nè, cái mùi này, cái câu này này là do cái bà này, cái ông này nói này, người này để dưới nó phóng đại ra câu chuyện. Tại vì theo cái đuôi này nữa, do đó mới mới nhiều chuyện phải vậy không? Còn nó nghe nó chỉ biết nghe đi, không có nói nữa. Thằng Trinh thì nó không có phóng đại, nó không có kiếm chuyện nữa. Vì trước khi mà gây gổ người ta, nó kiếm chuyện, sân hận của người ta cứ giữ mãi cái tâm sân trong này, là tại vì trong này nó nói bé xé ra to, trời ơi không nói bà đó, mình nhịn bà hoài rồi bữa làm bà mình làm tới làm lần nữa, phải làm cho bà một tăng cho bà biết tay rồi cái nó trời ơi, làm rất là dữ. Đó thì gọi là phóng đại, là thêm thắt, bé xé ra to, là vậy, là bản chất của phiền não. Mình thấy mình nói rằng là khi một cái người nào mà nói với mình vậy là mình ngồi thiền đó, hay là mình nằm ở nhà rồi mình nói bữa nào mình gặp bà rồi là mình sẽ làm vậy, làm cái đó. Mình tu là lát tâm mình yên mình tới mình gặp xuống không bỏ qua, vì tâm mình yên rồi mà, cái trạng thái tâm mới yên là không có bé xé ra to nữa, là phiền não không có mặt nữa đó. Sống mình sống được, sống có thể được tạm thời mình hài hòa với người khác. Sư 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 nói rằng cái gì đang xảy ra, cái gì đang có mặt đều vô thường, khổ, vô ngã, xin sư giải thích giùm con. Trả lời cũng tương tự như như nó là, mỗi như nó là pháp chân đế, thì tất cả những cái gì đang xảy ra là pháp chân đế, đều có đặc tính chung là luôn luôn thay đổi, là khổ và không có ai trong này. Hiểu được sự thật này, bạn sẽ hiểu ba từ như nó là. Nếu bạn tu tập một thời gian thì sư nói, nếu bạn hiểu, bạn thấy rằng hễ mà nói tới pháp chân đế, tâm là pháp chân đế này, thân là pháp chân đế này, mà bản chất của pháp chân đế là sao, là vô thường, là thay đổi. Cái tâm này nó có ở một chỗ đâu, nó vô thường đổi hoài. Cái thân của mình cũng vậy, vô thường thay đổi và vô ngã, không phải của ta nữa, không phải tâm tôi, không phải người, không phải tôi chánh niệm, không phải tôi tu, không có ai hết, tâm mới làm việc à. Thế bây giờ để xử lý một, nói cái chuyện tâm làm việc, sư lấy một cái trường hợp mà sư mới kinh nghiệm, rồi cần đấy quý vị. Sáng tối này là tối thứ sáu sư đi ngủ, sư nhắc sư ngày mai hôm nay là thứ sáu này, ngày mai thứ bảy mới tới chuyên cái phần được gọi là mình giảng pháp cho Phật tử, thì nhớ nha, nhớ là ngày mai thứ bảy phải lo so, chuẩn bị gì chỗ chèn, làm cái gì cần làm để mà cho chuẩn bị cho buổi Zoom ngày ngày mai. Quý vị biết sáng sớm sư thức dậy vừa mới mở mắt rồi đấy, bữa này thứ bảy nhớ nha, chưa có suy nghĩ đâu, mình mới mở mắt mình đã hoàn hồn đâu, mà làm gì ở đâu trong này nó đã giữ trong này từ cái đêm giờ rồi, cái tự nhiên mở nó bung ra nay thứ bảy à, làm vậy đó. Cái này gọi là vô ngã, là cái gì, là thấy không có ai trong này hết trơn. Mình mới ngủ dậy mình đâu có nói đâu, mình nói tôi suy nghĩ à, có tôi nào đâu, nào mình đã tôi đâu, tức thì nó tới làm liền tức thì, không có ai hết, nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Rồi tự nhiên rồi nữa, trưa hôm nay sư ngồi, trong khi mà sư ngồi thiền sư thấy mình có thiền đâu, có ai trong này mà thiền đâu à, mình ngồi này, tâm để ý này, tâm hay biết này, tâm suy nghĩ này, nó thở nó tự động một cách tự nhiên như thế này, nó thở vô rồi thở ra,
làm cái phần xẹp, suy để ý cái phần xẹp, phần xẹp nó phải luôn luôn nó giống nhau, thay đổi mà, khi thì nó vậy khi thì nó khác, không phải mình. Rồi cái tâm của mình cũng vậy, mình muốn ở trong phòng xẹp, sống ở phòng xẹp nó chạy tùm lum tà la, rồi nó chạy đã trong nó trở lại, cái gì thấy không? Tự nhiên sư ngồi sư thấy, ủa thì chứ mình đâu có ai ai tu đây à, không có tôi, không có ai hết trơn à, đâu có gì để ý coi coi quý vị thiền, quý vị nói tôi chánh niệm hả, có tôi nào đâu, cái tâm mới chánh niệm mà, nếu mà tôi chánh niệm thì tôi phải chánh niệm từ 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 cái lúc mà tôi ngồi cho tới lúc mà tôi tạ giả xả ra, cho mới có 5 phút mà tôi đang nghĩ tùm lum tà la, tôi đã xả, tôi lại đứng dậy rồi thì tôi nào, tôi tu thì tôi mới tu cho đàng hoàng tử tế cho, phải không? Thì thường nói vậy, mới có vài 3 phút mà ngồi yên một trả là nghe ai qua điện thoại là đứng dậy chạy lùng 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 lại qua điện thoại để ta tha hồ cái dốc, phải không? Cái đó đâu phải tôi có chủ trương chủ sướng trong này được đâu. Vì vậy hồi trưa này sư ngồi thiền sư thấy ủa có ai đâu à, khi mà hiểu được như vậy tự nhiên cái tâm nó tỉnh ra sáng quắc là cái gì, sư đi nó cũng sáng, mà sư sư là thường thường đôi khi nửa chừng đôi khi sư ưa leo lên giường sư nằm, sư nói bây giờ lên nằm thử coi, nằm nó cũng tỉnh bơ, nó cũng thấy tiếp tục thấy một tác ý nó khởi sanh, bây giờ tự nhiên mình đang ngồi dưới đó mình chạy lên đây mình nằm, rồi chút xíu mà gần gần 6 giờ rồi là phải đứng dậy để đi tắm rửa, đang đi chuẩn bị bài để 7 giờ rưỡi mình lên Zoom chứ, không tất cả sinh hoạt một cách tự nhiên không có ai trong này hết, vì vậy cái đó là như nó là vậy, cách đó là pháp tự nhiên phát sinh đấy, nó vận hành một cách tự nhiên, càng tu tập nhiều càng thấy hiểu nhiều, mà khi mà đã vận hành một cách tự nhiên rồi mình không đem tôi ta vô đó nữa, mà không đem tôi ta vô đó là không có khổ cái gì đó. Như hồi nãy là cái gì biết là cái chuyện mà lục trục á, bình thường là sư khó chịu lắm, bực bội lắm, hồi nãy nghĩ trễ nó trễ trễ chứ sao giờ, lỗi là lỗi tại Eric, cái lỗi gì tại sư, thật ra cũng phải Eric nữa mà tại cái mạng thôi, cái mạng thì ba hồi nó khi đứt nó khi có chứ làm sao bây giờ đây, cứ vui vẻ ha, từ từ mình làm thôi, rồi cuối cùng sư khám phá ra test lỗi sư là tại vì thay vì bấm là star số 6 sư, Eric nhắc tới nhắc lui star số 6 sư nghe star số 3 star số 6 đó là vậy, sư cứ già cái thao sư bấm không làm sao nghe được, thôi tôi bây giờ nghe được rồi thôi ok. Dạ, thưa thưa có anh chị nào có câu hỏi cuối cùng cho sư trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay không ạ, trước khi mình kết thúc? Dạ, thưa sư con có câu hỏi ạ. Có thủy nữa ha, phải có thủy không? Dạ Dạ không. không, con Để con thức hỏi thức hả? À, dạ bộ phận mình có thức. Dạ khi nãy thiên nói cái tâm của mình á là cái là chân đế phải không ạ, và nó Dạ cái tâm tự là hoạt động, thế chân đế là nó danh tự, sách ví dụ như sư nói là nó dường như nó muốn đi ngủ thì nó đi ngủ, nó muốn mệt thì nó mệt, tức là không có tôi ta gì trong này, tức là cái tâm nó hoạt động phải không ạ? à, đó đúng rồi đó, cái Nếu mà tâm cái nó sinh tâm hoạt mình đó, cái tâm mình đó là chân đế thì tại sao mình không có khả... Thầy nói ví dụ như là cái câu hỏi của chị khi nãy, khi thầy nói là khi chị ấy hỏi là thấy như là thấy như thế nào, thì thầy nói thấy như là coi như là cái phải là chân đế không ạ? đúng. Đúng rồi. Chứ vậy Và thì chân cái đế thì tâm mình thay nó là đổi, chân đế thì là thay tâm đổi, mình nhưng muốn mà thay đổi tâm. cái tâm mình nó thể cái tâm mình nó cũng chân đế, tại sao mình không có khả năng nhìn đối tượng như là chân đế mà mình luôn mình nhìn nó như tục đế, rồi mình bắt đầu Cái dẫn chữ đến chân đế, cái phải hiểu cái chữ chân đế là như thế này, chân đế là vận hành theo nhân quả, chứ không phải chân đế là chân thật đâu, là sự thật ở đâu, không phải là tốt đâu, chân đế chỉ là vận hành theo nhân quả mà thôi. Ví dụ như bây giờ mình không có muốn ngồi thiền mà mình muốn đi ngủ là tại vì sao? Là bởi vì một cái tâm phiền não nó khởi sanh, đó là tâm biếng nhác, nó xúi mình đi ngủ, thấy không? Nhân quả này. Cho mình đâu có muốn đi ngủ à, mình của mình là mình muốn hành thiền, có gì không? Mình muốn tu tập. À, vậy thì cái tâm mình chân đế tức là nó sinh hoạt theo nhân quả. Vậy thì cái đối tượng mà mình nhìn nó như là thì Là nó pháp có chân phải đế là nhân nữa, quả không ạ? À? cũng nhân quả nữa. Tại vì sao mà mình nhìn được đối tượng, là tại vì thứ nhất mình có con mắt này, thấy không? Con mắt mình còn tốt này, có đối tượng nó khởi sanh này,
cái thức nó nhờ vì hai cái này, do đó cái thức nó cái sanh rồi mình mới thấy. Tại vì mình cũng nói tôi thấy, do đó mình không thấy nhân quả. Đó. Bây giờ thôi, nếu mà nói mà mình thấy nhân quả, bỏ cái tôi đi, thấy nó vận hành một cách như nó là. Đây. Tới nhiều sáng thì sẽ ngồi để yên này, thì thức dậy là có tôi nào đâu, chưa mới thức dậy mà, tự nhiên nói thứ bảy này. Vậy lý do mình không thấy được đối tượng như nó là tại sao? Là tại vì mình có phiền não phải không ạ? Đúng, mình có đúng. mình có tôi ta trên à. Nhưng mà coi như cái tâm mình thì lúc thì nó có phiền não, lúc thì nó bình tĩnh, lúc thì nó này nó kia, cho nên làm cho mình nhìn đối phiền não, đa phần phiền não nhất là tâm si đó. Tại vì cô gặp nhưng mà cũng tâm si cũng là do nhân quả phải không ạ? Tâm si cũng do nhân quả, mà tâm si nó khởi sanh là tại vì sao mình si nhiều quá. Ăn cũng si, mà ngủ cũng si, rồi nói cũng si, mà nhìn cũng si. Các cái căn này sinh hoạt là có tâm si không ạ? Vậy thì khi thì mình nhìn thấy đối tượng, vậy thì khi mình nhìn thấy đối tượng không như nó như là, có nghĩa là do cái tâm mình thôi, chứ đối tượng vẫn là đối tượng. Do cái đối tâm tượng mình vẫn cho là nên... đối tượng. Đúng như vậy. Thành ra nhiều nhất là do cái tâm của mình rất là nhiều. Trong vậy cái tâm mình đâu? Chân đế, trong chân đế nó có cả phiền não, có cả không phiền não. Ví dụ như cái tâm của những vị thánh hay là Đức Phật, trong thì... pháp chân đế nó có cái tâm là tâm, cái tâm là phiền não là do tâm mà ra, chứ ở đâu mà ra, phải không? Trí tuệ cũng từ tâm mà ra. Mình không tu à, thì phiền nhưng não, mà mình tu là có trí tuệ. Mình nhìn cái đối tượng với cái phiền não, cho nên mình không nhìn thấy chân đế phải không ạ? Không thấy như nó là. Dạ, không thấy như Mình nó thấy là, tự nó dạ. là chân đế rồi, không thấy như nó là. Bây giờ À, hãy tại tu vì tập cho tâm có thì trí nó tuệ có để cả thấy như phiền nó. não, nó tâm nó có phiền não, nó có tham sân si, và nó có cả trí tuệ. Nhưng nếu mà mình có cái tâm trí tuệ thì mình nhìn đối tượng như nó đang là. Còn nếu mình À, nhìn mà mình bằng đâu cái có tâm đâu, phiền, mình có dạ mình dạ có cái nhưng rất mà là tại ít. vì mình nhìn cái tâm mình là phiền não tham sân si, cho nên mình nhìn đối tượng theo cái ý mình phải không ạ? Cô nắm bắt cái tục đế, chân đế, tục đế. Tục đế là ngược lại, chân đế là tục, tục đế là ngược lại với chân đế. Có bắt cái hình Dạ tướng bên ngoài, bắt cái dạ hình tướng bên ngoài để dạ suy nghĩ. À, đây là ông sư này, ông sư sao mà đi nói gì kỳ cục vậy này, đây là cái bà sư cô, mà sư cô sao nói vậy này. Bây giờ mấy người này này tại sao đi vô đây mà còn nói chuyện, chỗ này là chỗ người ta hành đang hành thiền, không không đấy là mình nắm bắt toàn tục đế không ạ? À, mình quen như nhưng vậy mà rồi, vì mình mình nắm bắt tục đế, nhưng mà cái tâm mình nó nắm. Vậy thì tại sao sư nói cái tâm nó là chân đế? À, đúng là chân đế là nhân quả. À, dạ, à, chân đế là quả nhân. chứ đâu phải chân đế là tốt đâu. Dạ, chỉ Nhưng có mà đối chân đế tượng là nó như là thì mới là tốt phải không ạ? à, như nó là tức là tâm của mình không phản ứng nữa, Dạ, tức là chân đế của không bên đối tượng với lại chân đế của bên tâm nó khác nhau. Tại vì đừng có chân suy nghĩ đế về... nhiều quá, đừng có suy nghĩ nhiều quá, để chỉ nhắc một điều, tâm mình nếu nó không phản ứng ok rồi, đừng có bày ra nữa, nói nữa suy nghĩ nó lộn tùm lum ở trong danh từ á. phân tách và khái niệm. Bây giờ cô tập đi để cô thấy rằng hễ khi mình nhìn một cái một cái người mà phiền mình, người một cái bà nào mình ghét này, rồi mình tu tập cái tâm mình yên này, mình nhìn trở lại mình coi chữ như thế nào đấy, mình sẽ hiểu đấy. À, mình ngồi về cái này chân đế, cái này tục đế, cái này đối tượng, cái này tâm nhận biết, trời ơi đã không hiểu rồi mà còn từ có nữa. Vì vậy pháp hành nó vậy, pháp hành người ta mình đừng có suy nghĩ, nếu mà chưa hiểu để yên. Ông Trần Sư Tâm này ông có nói mà đều chưa có đọc thôi. Cái cô này cô nói sao, nói cái gì cái khó hiểu quá. Ông nói nếu mà khó hiểu khoan hiểu để đó đi, bị vì tôi nói là quý vị biết hiểu xuyên qua cái sự tu tập, tôi không nói hiểu xuyên qua cái sự tư duy. Dạ, để con thực hành. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, để Tập con đi, thực hành. tập đi rồi từ từ sẽ hiểu. Đấy. Dạ, con cảm ơn Như ạ. bây giờ đó, nếu mà mình muốn biết thì mình quan sát này, coi thử này. Bây giờ đó, có những cái người nào mình không ưa, mình ghét cái lắm, mình ghét vì cái gì nữa của người ta, mình ghét vì tánh tình đó nữa. Bây giờ đó, nếu như khi tâm mình yên mình sẽ nghĩ như thế nào, và khi tâm mình không yên mình nghĩ như thế nào, đó nhìn như vậy là mình hiểu. Dạ, để con thực hành thêm. Dạ, con cảm ơn sư. Ừ, một phần Dạ, thôi được yeah, rồi con ha. muốn hỏi.
À, hỏi đi. Dạ, con là Cẩm Vân. Dạ, con muốn hỏi sư là như cái chuyện lúc nãy mà sư đọc đó, cái cô đó cũng ngồi thiền xong rồi có người hỏi rồi vô đập vai cổ đó, thì con muốn hỏi sư là như vậy thì cổ có nên ngưng thiền một chút để trả lời, thì như vậy mình có sẽ đỡ có những cái mà bực bội ở trong lòng rồi mình ngồi mình thiền mình mất công suy nghĩ, thì mình Thiệt có nên ra đó là cái lý do là tại vì hai bà này họ ở chung một phòng, và cái câu chuyện đó, cái cô tiên này cô nói với sư, sau đó cô kể lại là sư vì con không 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 có trả lời là tại vì con đã giải thích rồi. Mà bây giờ đó đứng dậy mà trả lời nữa đã mất cái giờ thiền ngồi, và cũng bấy nhiêu đó thôi đã giải thích từ nãy rồi, mà trước khi mà đi lên ngồi thiền là đã nói rồi, đã giải thích phân bua rồi. Bà đi đi bà đi bà nói chuyện với ai đó không biết, người ta nói vậy thì đi vô hỏi bà lại cái này cái kia, ta vô đập vậy vậy. Mà cái luật ở trong trường thiền á là khi mà hành giả đang ngồi thiền á, mình không có nên vô làm thiền, đó là cái luật của thiền đường, có luật đàng hoàng mà. Thứ nhất là nếu mà mình đứng dậy và mình nói bà thì mình phải chạy ra ngoài, mình chạy ra ngoài mình nói cũng ồn cũng làm xáo động người ta. Vậy đó cô tiên là cái cô mà tu nữ đó, cô trả lời với sư, cô nói con biết bà này rất là rõ, bà cũng đem cái câu chuyện ra bà nói nữa thôi, mà con với bà nói tới đôi nữa thì lớn tiếng ngay trong giữa thiền đường rất là kỳ, người ta nói với người Việt Nam không có tu nói chuyện không à. Đấy, cái đó cô làm thinh. Còn ví dụ chẳng hạn như nếu đây là một người lạ, mình có thể nhìn người ta rồi mình ra dấu nó, đừng có nói đi ra ngoài kia ra ngoài. Thì có trí tuệ là có đủ mọi cách để mà giải quyết cuộc cẩm vân. Có trí tuệ, trí tuệ tức là cái khéo léo của cái tâm mình đó. Khi mình nó có cái sự khéo léo rồi giải quyết dễ dàng lắm, không có chi là vấn đề. Còn khi mà nó không, khi mà nó phiền não là thôi, nó bé xé ra to thì dạ, tại vì nếu con thì con nghĩ là mình chỉ cần mở mắt ra mình làm cái dấu vậy rồi mình nói lát nữa rồi mình sẽ nói. Nhưng mà mình học quen nhau, học quen nhau và học biết nhau rồi, là cô tiên là cái cô tu nữ này, cô nói con cũng muốn trả lời bà. Thứ nhất là con nói là hồi nãy là đã nói chuyện với nhau rồi, con nói bây giờ con đi lên trên đường con tu, đừng để cho con yên. Và bà con chạy lên bà đó, nếu mà con mở miệng ra thì bà sẽ nói thì con nói theo nữa, thì mất sự yên tĩnh của người ta thì vậy đó, cô làm thinh. Nhưng mà cái vấn đề không ở chỗ đó, mà cái vấn đề là ông thực sự ông nói nè, hồi nãy thấy không, trước khi mà cô ngồi á, khi mà bà này mà đi ra khỏi phòng cô bực bội ghê lắm, thấy không, mà cô ngồi thời giờ thực hiện êm á, tự nhiên cái tâm cô nó chuyển này. Đó là lý do tại sao mình giải thích cho người ta, mình khi mà mình tập tâm sân mà tới đó là mình suy nghĩ rất là tiêu cực và mình hành động rất là tiêu cực, có vậy không? Bây giờ thay vì mình làm miệng thì mình làm cho tâm mình yên từ đi từ. Từ từ. Con cảm ơn sư. And time. Rồi mình khi mà tâm mình yên rồi mình thấy không có vấn đề gì hết, nó cũng vậy thôi. Bé xác nó to làm cái gì sao? Rồi ví dụ chẳng hạn mình nhìn nữa, mình là Phật tử, mình là bà con Việt Nam với nhau, mình qua đây mình cây gỗ không có lợi lạc gì hết. Đúng rồi, nó vậy thôi, làm thinh cũng được. Tí những cái tư duy mà đúng hợp lý tự nhiên nó nảy ra. Mà cái đó là do cái người tu tập, chứ còn mình khó mà mình nói là họ suy nghĩ cái gì, nhưng mà có những cái suy nghĩ rất là đúng mà tự nhiên họ giải quyết được vấn đề của họ thôi. Vì vậy cái ông trình sư này ông nói anh chị em đừng có lo, cứ việc tu đi, tu cho có trí tuệ, đôi khi quý vị khỏi cần gặp sư nữa, quý vị tự động quý vị lạc lấy. Sư tính là email cho ông thầy sư một cái thơ rất là dài để mà kể cho sư, ông là sư kinh nghiệm cái gì mà sư nghĩ ôi thôi cũng được, cứ tập đi, có cái gì đâu mà kể. Tại sao mình muốn kể cho ông nghe? Sư đặt cái câu hỏi tại sao mình muốn kể cho ông nghe? Mình kể để mình cũng giống mình nói thì thấy không, tôi cũng tu rồi chẳng phải không chơi đâu. Thôi là xin dẹp qua bên. Chà, làm như quý vị muốn nói suốt đêm luôn ha. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Dạ, có gì cô cũng vâng. Dạ, thưa sư, con muốn hỏi chút xíu chỗ này. Hồi nãy sư nói nếu mình gặp một cái người mình không có ưa đó, thì mình thứ nhất là cái mình coi cái tâm mình có yên không. Thì khi mà tâm mình mà yên á, thì như nãy sư nói nó sẽ chuyển, thì không có vấn đề gì hết thì tốt rồi. Nhưng mà nếu mà nó không yên đó thì nó sẽ tiêu cực. Nhưng mà nếu mà tiêu cực thì mình phải làm sao sư? Mình trở về, cứ quan sát tâm mình coi. Vô trong hơi thở đi. Mình nói sao mà suy nghĩ tiêu cực rồi gì nữa, mình vô trong hơi thở là yên, để tâm mình nó xuống, mục đích là giữ tâm mình cho yên xuống ha.
Bây giờ là ví dụ chẳng hạn như bây giờ là khi mà ví dụ như cô gặp cái cô mà nấu ăn á, tâm cô nó rất là khó chịu, cô mở miệng cô muốn tính là đốt chát cái cô đó đó, thì cô thấy tâm cô chấn động quá, thấy tâm cô chấn động cô làm thinh, cô làm thinh nhưng mà đâu phải làm thinh cái miệng thôi, cái tâm cô nói rất là dữ. Chẳng hạn như cô đã đứng bên ngoài cô hít thở rồi cô quan sát cái tâm cô chút cho nó dịu xuống rồi. Khi mà tâm mình dịu xuống rồi đó, lúc bây giờ nó sẽ dạy cho mình phải làm cái gì, mà nếu chưa được mình vô trong hơi thở rồi mình ra trở lại, mình coi thử vấn đề là như thế nào. Mà thường thường mà khi mình vô trong hơi thở mình ra trở lại thì mình thấy cái vấn đề nó không còn như hồi đầu nữa đâu, tại vì hai cảm thấy tâm nó hoàn toàn khác mà. Trước khi mà mình vô trong hơi thở là mình gặp cái bà kia là mình rất là dữ, rực lửa đó, nhưng mình khi mình bước ra ngoài thì mình nhắm mắt, mình duy trì chánh niệm, mình theo dõi cái hơi thở của mình, tâm mình nó dịu xuống, rồi mình suy nghĩ lại bà, mình thấy giận giận nữa, mình vô trong hơi thở nữa, tới làm tôi khi tâm mình yên rồi đó, lúc đó mình sẵn sàng đi vô mình gặp bà không có sao cả, là lúc tâm mình yên rồi mà. Vì vậy cái sự tu tập là làm sao là bất cứ lúc nào bạn nhớ có duy trì niệm và định để nó giữ cho cái tâm nó yên ổn. Khoan, có chuyện trí tuệ đã, trí tuệ mình không có chưa chưa dám nói đâu. Có niệm có định rồi tâm nó yên ổn rồi, lúc bây giờ tự nhiên trí tuệ nó sẽ phát sanh cho mình, lúc đó nó chỉ cho mình làm. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy cô Cẩm Vân cô nói ý con thì con chỉ việc là đưa tay lên nói nhỏ nhỏ thôi, đi ra ngoài thì vậy, phải không? Tự nhiên nó có những cái idea rất là tốt, rất là hay. Cũng giống rất nhiều vị đó, người ta ở nhà đó, người ta kiếm, người ta gặp cái vấn đề gì khó khăn, cái người ta đi hành thiền, ta vô trong thiền đường, người ta nói thiền sư nói cái chuyện đó con nghĩ ở nhà con nghĩ nát con ra, mà sao con vô đây con ngồi cái ra, thì nó con suy nghĩ con mừng quá, con sướng quá, con tính là gì đây, con sẽ kêu điện thoại chồng con, nhưng mà trước khi con kêu điện thoại con hỏi sư qua con nên làm, con thiền sư không phải làm thinh đi tiếp tục tu nữa, đừng có kêu có kêu cõi gì trơn á. Tại vì sao như vậy? Tại sao mà cô có những cái good idea, tại sao mà cô nhìn ra được cái vấn đề mà cô thấy ở nhà, tại bây giờ nó yên, cái tâm của mình bây giờ nó yên lặng, do đó cái độ rộng của nó rất là cao, nó rất là lớn, và về mình nhìn cái vấn đề rất là nhiều góc cạnh, và khi mình thấy được rất nhiều góc cạnh thì tự nhiên giải quyết được thôi, đơn giản vậy. Vì vậy ông thường xuyên ông nói cô nhờ tâm cô yên, do đó cô nghĩ ra được cái vấn đề, mà cô suy ra được cái lời giải đáp cho vấn đề mà cô không có kiếm được ở nhà. Vậy hãy tiếp tục để cho tâm cô nó tiếp tục yên nữa đi, chánh niệm có thể nó cho mình cái lời giải đáp còn hay hơn nữa. Nào, mình đừng có hái cái cây non nó mới xanh một chút xíu, để yên này cho nó chín nữa đi. Dạ, thưa nếu không ai còn câu hỏi nữa thì chúng con xin kết thúc cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Dạ vô Phật, xin nghe sư mừng mừng quá trời quá đất rồi. Nhưng mà con có chừng cái tâm mừng của sư á. Dạ, con tính hỏi đó sư, nhưng mà thôi để cho sư nghĩ. Cô Kim là chuyên môn đi tàu chót à, xong à. Cho cô mix cái tàu đi yên. Mai hỏi mà chủ nhật cô còn vô trong chương nữa mà, phải không? Dạ, lần trước con tính hỏi sư không cho, lần này cũng vậy luôn. Thì bởi phút chót là đâu còn có hỏi hỏi cái gì thì nhớ, khi mà sư mới vô bữa trước con muốn hỏi sư cái này này mà con chưa có hỏi này, bây giờ con hỏi sư này, đợi tới phút chót người ta sắp sửa, người ta giải tiệm được cái tới nghe con muốn hỏi thì con muốn hỏi sư. Ơi, được rồi, hồi hướng công đức đi. Thì Pháp hay lắm sư. Nghe đi nghe lại hoài cũng hay lắm sư. Dạ. Xa thôi, xa thôi. Dạ. Mời chị Quanh. Dạ. Mời quý vị đọc bài hồi hướng công đức cho chư thiên. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xa thú lành thay.